Xin chào các bạn, tôi đang định lên đường để thử xem là sạc đầy pin E34 thì chạy được bao nhiêu km trên đường nội đô, đường hỗn hợp. Tuy nhiên, VinFast lại công bố một cái thông tin nóng quá nên tôi muốn chia sẻ ngay với các bạn. Sáng nay thì VinFast công bố là sẽ mở bán hai chiếc xe đàn anh của E34 là E35 và E36 tại thị trường Mỹ và Việt Nam đồng thời vào 8 giờ sáng ngày 6 tháng 1 tới. VinFast công bố là những khách hàng tiên phong theo cái chương trình mà họ gọi là tri ân người tiên phong đó, thì những khách hàng tại Việt Nam mua E35 đặt cọc 15 triệu đồng sẽ được một cái phiếu mua hàng trị giá là 150 triệu đồng. Còn khách đặt mua E36 đặt cọc 20 triệu sẽ được ưu đãi một cái phiếu mua hàng trị giá 250 triệu. Khách hàng Mỹ thì lượng đặt cọc là 200 đô cho cả hai cái xe đó, nhưng cái mức ưu đãi chỉ là 3.000 đô đối với cái xe E35 và 5.000 đô đối với xe E36. Những cái thông tin chi tiết về giá bán của dòng E35 và E36 thì sẽ công bố trong 2 ngày tới, tức là thời điểm mở bán. Tuy nhiên, từ những cái thông tin quan trọng của VinFast vừa công bố ấy, thì tôi thấy nổi lên hai vấn đề là từ suy luận của tôi thôi. Thứ nhất, ta thấy là cái giá, cái phần ưu đãi cho khách hàng Việt cao hơn khá nhiều so với khách hàng Mỹ. Cụ thể là đặt mua E35 được ưu đãi 3.000 đô tại Mỹ, nhưng tại Việt Nam là 150 triệu, tức là tương đương và cao hơn 6.000 đô, tức là cao hơn gấp đôi. Tương tự như vậy thì đặt mua E36 tại Mỹ chỉ được ưu đãi khoảng chính xác là 5.000 đô. Tại Việt Nam thì 250 triệu là hơn 10.000 đô rồi. Đấy, nghĩa là khách hàng Việt được ưu đãi gấp đôi so với khách hàng Mỹ. Thêm một lần vui và chắc chắn là tự hào là người Việt, đúng không? Người doanh nghiệp Việt ưu đãi người Việt, đó là lẽ tất yếu. Đó là một cái điều mà nó không chỉ là câu chuyện kinh doanh mà là còn về đạo đức và truyền thống văn hóa. Nói nôm na là rất là vui. Còn yếu tố thứ hai, cũng từ cái công bố của VinFast như vậy thì tôi lại tự suy ra thấy rằng là lờ mờ về giá bán của hai mẫu xe đàn anh của E34 là 35 và 36. Cụ thể các bạn để ý xem, E34 này được ưu đãi đợt đầu là 100 triệu đồng. Đấy, thì E35 được ưu đãi 150 triệu. Nếu chỉ so sánh về những con số ưu đãi, mình sẽ hình dung ra giá E35 nó khoảng gấp rưỡi so với E34. Tức là tính nôm na đâu đó khoảng hơn 1 tỷ một chút. 700 triệu mà, gấp rưỡi lên thì hơn 1 tỷ một chút. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ kinh doanh và truyền thông thì tôi cho rằng cái con số chấp chới 1 tỷ đó đấy, nó sẽ được kéo xuống để cho cái giá khởi điểm của E35 hoàn toàn có thể ở mức dưới 1 tỷ đồng. Tại sao như vậy? Con số trên 1 tỷ và dưới 1 tỷ là một cái mốc cực kỳ quan trọng. Hoàn toàn có thể nói là 990 triệu chẳng hạn. 999 triệu vẫn có thể nói truyền thông là dưới 1 tỷ. Nhưng 1 tỷ 001, 1 tỷ 002 là trên 1 tỷ rồi. Hai con số hoàn toàn khác nhau. Và để có lợi cho truyền thông và thực sự là nó cũng tạo lợi rất nhiều, thì tôi nghĩ rằng là E35 hoàn toàn có thể chốt giá khởi điểm ở mức dưới 1 tỷ đồng. Đó, với cách suy luận tương tự là E36. E36 mức ưu đãi là 250 triệu, gấp 2,5 lần so với mức ưu đãi ban đầu của E34. Thông thường thì mức giá cao hơn thì mức ưu đãi nó sẽ cao hơn, nhưng thường là không tính tiến. Thế nên tôi dự đoán là mức giá khởi điểm của E36 gấp đôi so với khởi điểm của E34 là hợp lý. Có nghĩa khả năng cao là mức giá khởi điểm của E36 tầm từ 1 tỷ 4 đến 1 tỷ rưỡi tại Việt Nam đấy nhé. Đấy, những con số suy luận vui vui vậy thôi. Nếu mà cái dự đoán này đúng ấy, thì tôi tin rằng hai mẫu xe điện mới, thuần điện mới của VinFast sẽ tiếp tục lại khiến thị trường Việt sôi động và phát sốt. Cụ thể như thế nào?
thì mời các bạn chờ 2 ngày tới, chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có những thông tin mới nhất từ VinFast. Ngoài những thông tin về thời điểm mở bán và các mức ưu đãi cực kỳ hấp dẫn đối với E35 và E36 cho khách hàng Việt và khách hàng Mỹ, thì VinFast còn công bố là sẽ sẵn sàng hoàn cọc 100% nếu khách hàng không thích. Đấy, khách hàng Việt cũng vậy và khách hàng Mỹ cũng tương tự. Rất phê đúng không các bạn? Một thông tin khác nữa đó chính là việc ứng dụng cái công nghệ blockchain gì đó. Tôi chưa hiểu rõ, nhưng mà khách hàng tại thị trường Mỹ sẽ được ứng dụng luôn cái công nghệ này. Nôm na là những cái ưu đãi của từng cá nhân sẽ được chuyển thẳng vào cái ví điện tử cho khách hàng, xác nhận quyền sở hữu, vân vân. Thì trước mắt cái công nghệ, cái ứng dụng này mới chỉ được áp dụng tại thị trường Mỹ, và sắp tới thì sẽ được ứng dụng ra các thị trường khác, chắc chắn rồi sẽ có thị trường Việt Nam. Vâng, bản tin của chúng tôi hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.